quay cảnh sinh hoạt người dân Kon Tum để đan lồng vào cái cà phê Eva. Cái đó là tư liệu để ông nói khi thoát á không? Trời, thằng này nó chạy cái gì đấy không hiểu luôn. Đại gia rồi. Đồ má, nó chạy cái gì, nó ở bên nước ngoài sao vậy trời. Chạy đường ngược á nha, nước ngoài chạy đường ngược á. Đụng mẹ đi, coi nào lỗ. Thằng con đa chạy bên này, con nhỏ con đa chạy bên này. Má bọn này thiệt dốt. Lên lên, quay bên hông. Cởi ra, cởi ra. Công an nhìn thấy xe thằng Thắng quay từ, từ xa này, cái ảnh nhột này. Chưa. Tây kìa, cong kìa. Không đúng, con gái gia đình không trả tiền cho chú. Khi mang cát xuống cho chú phải chịu trách nhiệm. Vâng. Nó nói thì có gì. Cái đẹp có nói cho các chú, nhân dân người ta thua các chú là bao nhiêu con không biết, đúng không? Tùng A kìa, chú Tùng.
trăm phút phần đó. Số này á? À, em hết ý kiến nữa, bác Thắng đánh. Cảnh này lấy phút rồi, mấy cảnh kia dục hết. Hả? Cảnh này lấy phút, cảnh kia dục hết. Không.
Rồi, được rồi chú ơi, đứng lại, đứng lại. Rồi đi. Rồi điểm cuối chạy luôn. Ông kiếm cái miệng hộp lùng không ra đấy, trời ơi mới hay. Hồi đánh phải lấy cần chủ yếu đặt pháo đi lấy đặt pháo ở đây lấy pháo này, khu này là khu thoát nước này, cái nhà trung tá thông ngay đây này, trung tá thông á, trung tá thông trung tá thì cái này khoa của mình bắn lòm lên.
chiến trường xưa là bây giờ nở hoa. Cái thế. Bây giờ Thắng quay cho tôi mấy cái cảnh cao su này, rồi có thôi cho heo ăn ha chú. Rẽ vào rừng cao su. Rồi. Quay cảnh sinh hoạt của người dân Kon Tum để đan lồng vào cái cà phê Eva. Cái đó là tư liệu để ông nói khi thoát đó phải không? Ừ.